Đây, đây đơn dây trung tròn bằng cả cho anh em này. Trung này buộc rất là đẹp. Dây đơn, dây đơn. Còn đường để đi cho anh em đây. À thì buộc khắp nhà, dán khắp nhà. Dây này 3060 này. Đây dây xanh cũng 3060 này. Dây đi chanh chưa buộc. Dây chất rất là chất lượng. Họ sẽ động bi dịp bảo quản như này. Cầm ra cho anh. Dây sẽ động bị dịp bảo quản như này. Đầu dây thì nói chung là khách mua bên em biết sử dụng dây bên em như răng rồi. Rất là bền, dây bền. Khó mà kiểm ra cái shop nào mà buộc kiểu như này em. Dây đơn, đối với cái dây đơn như này thì nó khác với là cái dây đơn thường thường là em sẽ làm buộc như này, còn thường thường là sẽ một số là họ sẽ không luôn ở phần này, nó bỏ sẵn phần bi vào chung luôn. Đó. Cái này thì làm cho anh em chơi có độ thẩm mỹ cao hơn. Trong anh em sử dụng thì anh em sẽ cảm nhận được về cái độ bền và cái chất lượng dây. Hầu như là dây rất là trong. Đặt hàng thì anh em có thể liên hệ số Zalo hoặc là kích vào phần link ở mô tả video. Mình chơi thì mình không chơi thì đóng bi dịp lại, mà chơi thì mở chạy bi dịp đó lại dây chơi đó.